Thưa quý vị, tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2 khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch, ban chấp hành đảng bộ tỉnh và ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 tham dự lễ khai giảng. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cho biết, trong nhiều năm qua, tỉnh ủy Đồng Nai luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý. Đây là nhiệm vụ quan trọng vừa giúp các đồng chí trong diện quy hoạch hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời trang bị những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, cũng như kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh đã được quy hoạch. Trích dẫn câu nói của Bác, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng. Để một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng, lãnh đạo tỉnh ủy đề nghị các học viên phải có quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chương trình học tập, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra. Trong 6 ngày học được phân bổ trong 4 tuần, từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2023, các học viên sẽ được bồi dưỡng trang bị những kiến thức thông qua các chuyên đề như kỹ năng lãnh đạo và quản trị địa phương, tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21 và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của đảng trong điều kiện mới, v.v.